Đây, cho bà coi quốc quy. Đây là hộ chiếu quyền lực. Hộ chiếu quyền lực của Duy Nguyễn nha các bạn. Đây. Thì hôm nay quay lại chủ đề về du lịch khám phá những vùng đất trên thế giới. Thì Duy Nguyễn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm giang hồ nha. Có một câu mà Duy Nguyễn rất tâm đắc á, là cái thằng giàu á, thì cái thằng phải là khoe tứ trụ. Không phải là cái thằng mà khoe xe hơi 7 tỷ, 8 tỷ đồ, mà cái thằng hộ chiếu nó có nhiều thẹo. Các bạn hay nói một câu cho nó gọi là nó văn chương á, là cái người giàu á là cái người không phải là khối tài sản họ bao nhiêu, mà họ đi được bao nhiêu nước trong cuộc đời họ. Nó là câu nói của dân du lịch nha các bạn, cũng khá là hay á. Duy Nguyễn cũng khá tâm đắc. Đây, hộ chiếu nó rất nhiều trang, hộ chiếu bạn thẹo nhiều thẹo ít, Duy Nguyễn không có số ấp thẹo được mà nó nhạy cảm bạn. Tại vì ví dụ như giờ nó thiệt sự bạn là thẹo á, là gì, là nó đóng dấu ngày đi ngày về. Mà bây giờ Duy Nguyễn số ấp thẹo ra các bạn trên mạng, bạn thấy lỡ con bồ nó vô nó coi ngày đó xong đi với nó nữa, thôi mẹ khỏi giải trình luôn ba. Cái đó là giải trình không được nghe, nên các bạn đừng đòi hỏi khó quá, đừng đòi hỏi khó quá. Lâu lâu anh nói là thôi giờ anh vô dấu án mắc OT rồi mấy em, tuần này hay là tháng này gặp ít nha. Má mấy ông nội tôi đi du lịch, mấy ông nội tôi live stream thôi thua, mấy ông đúng là chiếu chưa từng trải. Rồi thôi không quay lại, không dài dòng nữa. Bữa nay Duy nói là cái cách xin visa của một nước quan trọng mà các bạn nên đi, đó là visa Thái Lan. Wow. Tại sao chúng ta cần phải xin visa Thái Lan? Tại vì đơn giản á, trong lịch sử của các nước Đông Nam Á có hai quốc gia mà các bạn cần phải đi đó, và Thái Lan là một trong quốc gia đó. Tại sao cần phải đi? Tại vì Thái Lan cái thằng đó cà khịa về Việt Nam đủ mọi góc độ, đủ mọi lĩnh vực luôn mà. Mình phải đi qua mình coi cái thằng nó hay cà khịa với mình như thế nào, hiểu không? Đó, đó là lý do nhất. Lý do thứ hai á, là Thái Lan nó có tầm cỡ thiệt mà. Ở trong Đông Á này, trong Đông Nam Á thì Thái Lan là một trong những nước nó khá là tầm cỡ. Về quy mô kinh tế cũng như đời sống xã hội nó cũng khá na ná, tương đồng giống như Việt Nam vậy đó. Rồi cái thứ ba là tại sao phải đi Thái Lan? Tại vì đơn giản đi Thái Lan rẻ. Rẻ bèo hả bạn? Thái Lan được trợ cấp du lịch nha, nên đi du lịch Thái Lan rẻ lắm, 6-7 triệu trọn gói luôn. Mẹ bảo tiền khách sạn không thấy cũng hết rồi đó. Mình không nói là đi du lịch Thái Lan là dở hay không dở, cái chuyện đó là chuyện các bạn đi đi rồi bạn có mà trải nghiệm. Còn mình khuyên thật, nếu mà các bạn chọn đi nước ngoài á, mà trong Đông Nam Á đó, thì chắc chắn phải đi Thái Lan. Vì lý do tôi nói, con người ta ai chả có lòng tự tôn dân tộc, đúng không? Mà cái thằng khứa này nó khịa mình tối ngày luôn các bạn. Thằng Thái Lan nó khịa đủ kiểu hết, đá banh nó cũng khịa nó mà. Mà đá banh nó thua cho mình làm như gì nhục nhã lắm đó. Nó thua Malaysia xong thấy nó nhục đi. Đó, mà nó thua Việt Nam một phát, một dân mạng nó cà sồn lên. Bạn vô mấy cái group của Thái Lan đó, bằng copy nó, bằng bát Google dịch cho nó nói gì. Nhiều cái câu chuyện trong đó lắm mà. Nên chúng ta cần phải đi Thái Lan để chúng ta biết được về Thái Lan. Vậy thì xin hộ chiếu, lộn, xin visa Thái Lan như thế nào? Thái Lan cũng là một trong nước mà nó dễ đó bạn. Nó dễ xin visa lắm. Các bạn ở đây bạn xách ba lô lên đi, bạn cầm theo hộ chiếu này nè. Rồi bạn rồi xong rồi bạn qua bên Thái Lan mà xin visa luôn. Ngộ lắm nha. Thường thường á nước khác là mình xin visa Việt Nam, còn Thái Lan là xin visa bên Thái Lan. Vậy là thủ tục xin visa Thái Lan dễ lắm. Bây giờ nó thật sự bạn giờ mình mà nó nói nữa. Tôi xin đính chính một chút xíu. Tại vì các bạn biết sao, Duy Nguyễn cũng rất là đẹp trai. Và Duy Nguyễn cũng có một lượng fan nam cũng yêu thích mình. Đó, nên các bạn đừng có nghĩ là tôi kêu các bạn đi Thái Lan chuyển giới nha các bạn. Nghe, này nói rõ. Đi du lịch thôi. Nhưng mà tôi không kêu bạn đi Thái Lan chuyển giới. Nha. Đi Thái Lan để mình tìm hiểu về văn hóa, rồi tìm hiểu về cái đời sống đô thị này nọ, kẹt xe kẹt súng, rồi nhà ven sông ô nhiễm môi trường, đồ mấy cái tàu điện ngầm, metro gì đó, tìm hiểu đó thôi. Chứ đừng có nghĩ là Thái Lan là đi qua bên đó là chuyển giới, nghe không phải, tôi không bay trong giới đó. Rồi, nên đi tự túc hay là đi tour á bạn? Theo các bạn nên đi gì? Lần 10 tao cũng đi tour. Đi tour rẻ bèo 6-7 triệu có thằng bảo kê. Wow. Rồi từ cái tour đó mày muốn tự túc thoải mái. Yes. Ai cấm, đúng không? Thí dụ giờ em thích Pattaya đúng không? Em nói thôi giờ anh thả em Pattaya 7 ngày, miễn sao tới ngày thứ 8 em có mặt sân bay cho anh ok. Mày đó mày coi sex show sáng trưa chiều tối luôn. Cứ 1 show 1 triệu đó có tiền coi à. Đó tùy mình thích. Nên cái việc mà đi Thái Lan á thì mấy bạn mà đi tự túc chắc mấy bạn buôn đồ. Mấy bạn buôn đồ.
thật sự tự túc hay nó dẹt à. Thái Lan nó ủi mà, một đất nước phát triển du lịch này nọ kia, động từ tour thoải mái rồi không, người Việt mình mới đó cũng đông nữa, đừng rung chuyện nên tự túc hay tôi đó tùy, mà tôi khuyên bạn đi tour xong mình tách là tự túc thoải mái đó. Rồi bây giờ xin thủ tục visa Thái Lan rất đơn giản các bạn, đơn giản là giày cầm đầu tiên bạn cứ xách ba lô lên mà đi, mua vé máy bay luôn, quăng cái passport này ra mua vé máy bay, mua có hãng nào cũng được đó, nhiều hãng lắm, đi qua anh đó nổi tiếng à, nhanh lắm, không có nhanh như đi Phú Quốc không tin đâu. Ủa nổi tiếng hàng tiếng mà nói chung nhiều đó, đại đồ là ngắn lắm, nhanh lắm, đi qua sân bay của Bangkok nhanh lắm, bắt réo tới xong rồi xuống sân bay đừng rung, thấy người ta đông quá đừng rung nha, du lịch không à, toàn là du khách không á, mang Trung Quốc đi kinh lắm hiểu không đó. Xong rồi xuống tới đó rồi xong rồi get line vô làm visa nhanh lắm, có người hướng dẫn luôn, free, không tốn tiền. Wow. ở trên cái bàn của người hải quan Thái Lan là kêu mày không có bo tao nha, bo tao quýnh á, nó ghi gì luôn, tức là no tip, tức là bạn không cần phải kẹp tiền vô trong hộ chiếu để bạn đi làm visa bển, không cần, nó đưa vào cái form kịch kịch gì bạn không hiểu đúng không, bạn vô nó hỏi what is bây giờ họ đi what is có người nó dạng như không có gì ghê gớm lắm, như sinh viên hay là gì đó, nó đi thực tập hay đi làm thêm hay đi làm công ích xã hội gì đó, nó ra đó nó chỉ với bạn à, điền vô xong cầm form nộp vô đóng dấu cái cạch đó là visa đó, cách nhanh không, nhanh lắm chứ không như Mỹ bố láo, Mỹ xin visa nó chầu chực mệt lắm nè, tôi mới bị tước visa Mỹ luôn, để chữ cancel cái đùng luôn, tức nó giờ đam nó luôn mà. Vì sao Mỹ nó khó chịu lắm, thật Thái Lan thân thiện hơn nhiều. Nên thì cái cuộc hành trình chúng ta sẽ đi từ nước dễ tới nước khó đúng không? Thì chúng ta phải đi cái nước đầu tiên đó là Thái Lan. Nó khá giống Việt Nam, tiền cũng rẻ, dễ chịu lắm, bằng trả bằng tiền Việt hên nó ấy luôn á. Tôi dùng chữ hên nha. Nó còn đi bển thì cầm thẻ visa thôi. Cái thẻ visa của Vietcombank, thẻ đen, thẻ rồng đó, cầm đi thoải mái vô tư, không thẻ nhỏ 50 triệu cũng được. Wow. Còn không mấy bạn không làm được thẻ tới đây tôi làm cho, mệt quá. Thời buổi nào rồi đó, nên quẩy một cái đi 5 ngày 3 đêm 4 ngày gì đó, đó là cái hành trình để gọi là xin visa Thái Lan. Nó đơn giản cực kỳ luôn nha bạn, tôi thấy trong những đất nước mà tôi đi qua tôi thấy cái thằng Thái Lan nó cấp visa dễ nhất á, cấp visa siêu dễ luôn. Rồi xong rồi á, nước thứ hai thì mình sẽ tư vấn trong video khác, còn bây giờ quay lại làm sao để có được cái hộ chiếu này dễ nữa, không có dễ nữa, về tỉnh bạn á, quê yêu bạn cấp chứng minh thư nhân dân căn cước ở đâu á, bạn về đó bạn làm ở Sài Gòn này, tôi cũng biết làm dễ dàng hả, giờ làm mày 3-4 ngày 4-5 ngày đâu không nhớ nữa, cái này 10 năm, cuốn này 10 năm mà 10 năm đi đổi nha, thì mình nên có cuốn này giống như chứng minh nhân dân vậy đó, bà ra ngân hàng mình cầm cuốn này cũng được nữa. Nói chung bây giờ du lịch ít ai cầm chứng minh nhân dân lắm, bạn thấy thằng nào mà nó đi mà nó móc chứng minh nhân ra ngoài sân bay, nó móc chứng minh nhân là biết mấy này đi trong nước rồi, đi trong nước mà cái kiểu nó chưa đi nước ngoài á bạn. Tức là cái văn hóa người đi nước ngoài là gì? Đơn giản giống tôi nè, một ba lô cây súng trên vai, lộn cây súng trong hang. Nói tôi là cái gì? Một ba lô với một cái hộ chiếu với một cái gì nữa, thẻ visa rồng, xong đi đâu cũng được đó. Đó, mà khi mà bạn đi ra sân bay, bạn đưa người ta này là dân chơi, dân rồ, cặp sẵn vé máy bay kẹp vô đây, ông ơi vé máy bay kẹp vô đây, hiểu không? Đâu lộn mặt này chứ, đây vé máy bay kẹp vô đây, thấy hình đẹp trai không? Xa thôi, gần nó thôi, đẹp trai không? Đó, vé máy bay kẹp vô đây, còn những cái gì muốn gửi cứ kẹp vô đây đó. Còn bây giờ cầm căn cước công dân miếng nhựa nhỏ xíu cầm thêm những vé máy bay nữa làm chi, đúng không? Bạn phải hiểu là bây giờ văn hóa máy bay là văn hóa mà nhấn bắn chọt đưa này vô bắn tách rồi xong, đưa vé máy bay vô bắn tách rồi xong, nó gọn lắm bạn. Bạn đỡ phải cầm, bạn hiểu không? Tôi nói chứ không phải chia sẻ tiếp bạn thôi. Tôi thấy có mấy cụ nhà mình á, đi du lịch, đi theo tour mà cứ đùm đề giấy tờ, lúc thì căn cước công dân, lúc thì chứng minh cũ, rồi xong rồi vé máy bay, xong rồi tờ hướng dẫn tour, xong rồi tờ tiếng Việt dịch được 4-5-7 tờ cầm hồi đất rồi nữa. Rất tiền không sợ. Đi du lịch rất tiền không sợ, mẹ sợ rất mấy cái đồ đó mới căng. Nó rớt mấy cái đồ đó bị kiếm ở đâu, cái sân bay rộng lớn sao kiếm được. Đất lạ nơi xứ lạ quê người nữa. Nên các bạn đi máy bay cho dù trong nước hay ngoài nước á, thằng nào chưa làm hộ chiếu trong công ty này đi làm lẹ đi mẹ, thời buổi giờ chưa có hộ chiếu nữa, đúng không? Làm lẹ hộ chiếu đi, xong để đây có xài không xài thôi. Hộ chiếu này nó thay cho căn cước, mà hộ chiếu là cái gì, là nó international, nó là quốc tế. Còn cái căn cước của em là nội địa, em hiểu không? Căn cước của em nó chỉ lưu thông trong được Việt Nam thôi, còn cái hộ chiếu này nó là quốc tế, em đi đâu cũng được, cứ cầm hộ chiếu ra như giống chiếu chỉ vậy đó, đưa kẹp lại, nó tiện lắm, nó tiện mà nó rồ nữa.
đó là một trong những tip mà mình đi du lịch đó. Còn qua đi Thái Lan đó, Việt Nam thôi gì cũng có đó, đừng có phải mang mắm muối tương dầu hay là khí khô gì cả, đi khỏi mang đồ cũng được nữa. Mày bảo mày đồ Thái đã bèo à, mà vô trong Bangkok mấy siêu thị mấy cái đồ nó bán mày tập nham đồ gì vỉa hè đồ rẻ như Việt Nam vậy đó, vô hỏi nhiêu bạc nó 3 bạc, 4 bạc, 5 bạc, 6 bạc tay không vậy thôi à. Dễ lắm, mà người Thái người ta cũng thân thiện nữa, người ta cũng thân thiện rất là vui. Nhưng mà mày đi những lúc nào mà chính trị yên ổn một chút, đi mẹ lúc mà nó đang giành lộn áo vàng áo đỏ áo cam mà nó bỏ bom bỏ mìn nói sao mày xui. Có một lần rồi mấy nhân viên cũ của anh đi qua Thái Lan chơi tình nhân, hai đứa đi chơi với nhau yêu đương sao phát mà ổng nổ ra áo cam quýnh áo vàng. Ủa lộn, áo cam là của Việt Nam, 200 áo cam là của Việt Nam anh lộn với em, bên bển là áo đỏ, áo đỏ với áo vàng đó, hai áo bụp nhau tùm lum la vụ đó, bom nổ Bangkok. Hên nó nói là giờ còn mạng về cũng hên. Thì thằng Thái Lan á hầu như tất cả những chỉ số nó đều là hơn Việt Nam, nhưng mà nó thua Việt Nam ở hai chỉ số căn bản, đó là cái gì, đó là sự phát triển đồng đều về đất nước, và thứ hai á là chính trị ổn định. Việt Nam mình chính trị rất ổn định, còn Thái Lan chính trị nó bấp bênh, và còn Thái Lan phát triển không có đều. Những vùng quê Thái Lan nó khá là nghèo, đường xá hạ tầng giao thông nó cũng chưa có nữa, nhưng mà những cái thành phố của nó thì phát triển khá là ok, và đường cao tốc của nó hơn Việt Nam nhiều nha các bạn. Việt Nam mình rất kém về mặt hạ tầng giao thông, thật đáng buồn khi phải nhận định như vậy. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong những video xin visa tiếp theo. Xong chủ đề xin visa rồi, Dương Nguyễn sẽ làm tiếp chủ đề về kinh nghiệm đi du lịch mà không bị gato nha các bạn. Hay thì mua sếp đi ba, lái xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài.